Minasan konnichiwa, chào mừng các bạn đến với kênh học tiếng Nhật cùng Ánh Sensei. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu 214 bộ thủ. Bộ thủ 121 là bộ phữ, có nghĩa là đồ sành. Đây đồng thời cũng là một chữ Hán. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm và nét thứ sáu. Thì chúng ta thấy chữ phữ này, bộ phữ này có thể coi là kết hợp giữa chữ ngọ và chữ sơn đúng không? Kanji điển hình chúng ta có chữ phữ của N3 có nghĩa là cái lon đúng nhỉ? Ví dụ như là can chẳng hạn. Tiếp theo, bộ 122 là bộ võng. Bộ võng này có nghĩa là lưới. Có 3 dạng như sau. Thì dạng được sử dụng nhiều nhất đó là dạng ở giữa. Nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm. Dạng ở giữa này rất là nhiều người đã nhầm lẫn sang và gọi đây là bộ mục. Bởi vì rất là giống hình bộ mục khi chúng ta gì nhỉ? Chúng ta đặt nằm ngang đúng không? Nhưng mà đây là bộ võng, các bạn lưu ý nhá. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư. Về kanji điển hình chúng ta có một số chữ Hán như sau. Chữ chí của N3, đây các bạn nhìn thấy này, ở phần trên cùng đúng nhỉ? Là ở dạng giữa đây. Chữ chí của N3 có nghĩa là đặt đẻ, ô cử, hoặc là trong từ ichi, vị trí này. Chữ phạt của N2, ví dụ trong từ chobatsu có nghĩa là trừng phạt. Chữ mạ của N1 có nghĩa là lăng mạ, đúng nhỉ? Tiếp theo chúng ta có bộ 123. Bộ 123 là bộ dương, có nghĩa là cừu. Trong tiếng Việt thì dương thường dịch nghĩa là dê, nhưng mà trong tiếng Nhật dương là cừu, các bạn lưu ý nhá. Đây đồng thời là một chữ Hán luôn. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm và nét thứ sáu. Có một dạng của bộ dương này, đó là mất cái phần đuôi này đi ở trong một số chữ Hán khác. Chúng ta cùng theo dõi các cái chữ Hán điển hình của bộ dương này. Chữ dương của N5, Hitsuji là con cừu. Chữ trước của N4, Kiru là mặc hoặc là Tsuku là đến nơi. Hoặc là trong từ shuchaku có nghĩa là chấp trước, chấp niệm, lưu luyến đấy. Chữ nghĩa của N3 đây chính là cái dạng mà chữ dương đã bị gì nhỉ? Đã bị mất một cái đuôi đi. Đấy. Nghĩa này trong từ segi chính nghĩa hoặc là igi ý nghĩa. Chữ quần của N2, mureru là tụ tập này. Hoặc là trong từ gunshu quần chúng. Chữ tiện của N1, urayamashi có nghĩa là ghen tị. Tiếp theo, chúng ta có bộ 124 là bộ vũ, có nghĩa là lông vũ. Đây đồng thời là một chữ Hán. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu. Ở dạng bên tay phải thì là dạng chữ vũ ở trong một số cái phông chữ khác. Một số Hán tự điển hình của chữ vũ chúng ta có thể theo dõi đây. Đầu tiên là chữ vũ N5 Hane này là cánh này. Chữ tập N4 Narau là học, đúng nhỉ? Hoặc là trong từ Denshu luyện tập. Chữ dực N3 Yoku, ví dụ trong từ Yokujitsu là ngày hôm sau. Chữ dực N2, chữ này có nghĩa là cánh đúng không? Tsubasa. Chữ phiên N1 trong từ Honyaku phiên dịch. Tiếp theo chúng ta có bộ 125. Bộ 125 là bộ lão, có nghĩa là già. Đây đồng thời là một chữ Hán. Dạng chữ Hán là dạng ở bên tay trái, còn bên tay phải là dạng bộ. Đã mất đi cái phần ở dưới. Phần ở dưới nếu các bạn quan sát đây chính là bộ chủy, là cái thìa đúng không? Nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm và nét thứ sáu. Ở dạng bên tay trái thì mất cái phần nét thứ năm và thứ sáu ở dưới đi. Về Hán tự điển hình chúng ta có chữ khảo nhá. Chữ khảo thuộc trình độ N4 là chữ thuộc bộ này. Khảo trong từ sanko đúng không nhỉ? Tham khảo này, hay trong từ shiko tư khảo có nghĩa là suy nghĩ, hoặc dạng âm kun là kangaeru. Bộ 126 là bộ nhi có nghĩa là mày. Các bạn lưu ý nhi đây không phải là trẻ con, không phải là chữ nhi trong nhi đồng đâu, đấy là chữ Hán, còn bộ thủ là bộ nhi có nghĩa là mày. Đây đồng thời là một chữ Hán cao cấp. Nét thứ nhất, nét thứ hai,
nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm và nét thứ sáu. Hán tự điển hình chúng ta có chữ nại N1, tài rự là chịu đựng, hoặc là trong từ nhìn tay, nhẫn nại. Tiếp theo chúng ta có bộ 127 là bộ lỗi, có nghĩa là cái cày, cái bừa của chúng ta ấy. Nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm và nét thứ sáu. Trông khá là giống bộ mộc đúng không nhỉ? Nhưng mà nó sẽ có thêm nét. Hán tự điển hình thì chúng ta có chữ hao của N1 nhé, từ sô mô, tiêu hao. Tiếp theo chúng ta có bộ 128 là bộ nhĩ, có nghĩa là tai. Đây đồng thời là một chữ Hán. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm và nét thứ sáu. Các chữ Hán thuộc bộ nhĩ thì thông thường liên quan đến các hoạt động của tai. Ví dụ chữ văn, N5 ki cự là nghe hoặc là hỏi. Shimbun là báo đúng không? Chữ chức của N3 này trong từ shokugyo, chức nghiệp, có nghĩa là nghề nghiệp, công việc. Chữ thính của N1 ki cự là nghe. Nghe này thì nó sẽ mang tính chất là nghe một cách kỹ lưỡng, nghe bằng cả con tim đúng không nhỉ? Lắng nghe so với lại cái nghe của chữ văn N5 này nhá. Trong từ chokai, chữ Hán là thính giải, nghĩa là nghe hiểu, một phần thi rất quan trọng trong GPT đấy. Tiếp theo chúng ta có bộ 129 là bộ duật. Bộ duật có nghĩa là bút. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm và nét thứ sáu, nét cổn, nét cuối cùng. Bộ duật này có trong khá là nhiều chữ. Ngoài dạng liệt kê ở chữ túc này thì chúng ta còn có chữ luật, cũng có bộ duật này này. Và chữ kiến, đúng nhỉ? Cũng có cái bộ này, kiến trong từ kiến xét dự, kiến thiết ấy, xây dựng ấy. Chữ túc là kanji N1 chứa bộ duật này. Túc trong từ gen sư cự có nghĩa là nghiêm túc. Tiếp theo chúng ta có bộ 130 là bộ nhục. Nhục này không liên quan gì đến ô nhục hay là nhục nhã, sỉ nhục gì cả, đúng nhỉ? Nhục này có nghĩa là thịt. Đấy. Chẳng hạn như trong từ cốt nhục đấy, có nghĩa là thịt, đúng nhỉ? Thì có hai dạng này, dạng ở bên tay trái của chúng ta đây là chữ nhục. Đấy, một chữ Hán luôn đúng không? Dạng bên tay phải là dạng bộ khi mà đi kèm với lại một số chữ Hán khác. Thì thông thường ở dạng này ấy, rất là dễ nhầm lẫn với chữ nguyệt. Cho nên là một số ý kiến là người ta cho rằng hai bộ nguyệt và bộ nhục là một. Nhưng mà thật ra về mặt ý nghĩa gần như hoàn toàn khác nhau. Cho nên là chúng ta có thể dựa vào cái mặt ý nghĩa của những cái Hán tự liên quan đến bộ nhục. Nó sẽ là liên quan đến phần gì nhỉ? Phần thịt đúng không? Các bộ phận ở cơ thể nhá. Chúng ta cùng theo dõi này, chữ nhục của N4 này, ni cự, thịt. Vị N3, y trong từ y trồ, vị tràng nghĩa là dạ dày, hoặc là yên là vị viêm, viêm dạ dày, đau dạ dày. Chữ hung N2, mư nê là ngực. Đấy. Hoặc là kiều đúng không nhỉ? Chữ phế, phế trong từ phế quản đúng không? Phế trong tiếng âm Hán Việt là phế và có nghĩa là phổi. Hai n là viêm phổi chẳng hạn. Đấy thì chúng ta thấy là những cái bộ phận trên cơ thể người ấy, ví dụ như là gì nhỉ? Như chữ, ngoài những chữ này có thể có thêm một số chữ nữa là chữ não chẳng hạn, nô, hay là chữ trồ là chữ tràng, trường có nghĩa là ruột, vân vân. Thì đều là bộ nhục này nhá, không phải bộ nguyệt. Tiếp theo, chúng ta có bộ 131 đó là bộ thần. Bộ thần có nghĩa là bầy tôi. Đồng thời là một chữ Hán. Hán tự điển hình. Trước khi xem hán tự điển hình, chúng ta xem cách viết của nó nhé. Nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu và nét thứ bảy. Trông khá là giống chữ cự đúng không nhỉ? Trong từ cự ly, kyo đi, hoặc là trong từ gì đấy, trong từ không phải cự ly mà là trong từ kyo đai. Cự đại có nghĩa là to lớn, khổng lồ, nhưng mà nó có thêm hai cái nét này nữa. Về hán tự điển hình chúng ta có chữ thần của N3, ví dụ từ đai jin chẳng hạn, đại thần này. Chữ lâm của N1, nozomu có nghĩa là hướng tới, chuẩn bị, hoặc là trong từ dinji, lâm thời này, ví dụ, hoặc là dinki ohen, một cái cụm từ bốn chữ đúng không, có nghĩa là tùy cơ ứng biến. Tiếp theo chúng ta có bộ 132 là bộ tự,
có nghĩa là chính mình. Đây đồng thời là một chữ Hán. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm và nét thứ sáu. Chúng ta có chữ Hán điển hình là chính chữ tự luôn. N4 đúng nhỉ? Cái chữ này thì có âm kunyomi là mizukara đúng nhỉ? Mizukara hoặc là onozuto nhá. Âm onyomi là jibu, chúng ta rất là quen rồi. Bản thân này hoặc là trong từ jido là tự động. Chữ số N1 là kusai là mùi đúng nhỉ? Mùi thường là những mùi khó chịu. Tiếp theo chúng ta có bộ 133, đó là bộ chí. Bộ chí này có nghĩa là đến hoặc là rất. Đây đồng thời là một chữ Hán. Nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm và nét thứ sáu. Như vậy chúng ta thấy là bộ chí là bộ kết hợp bởi bộ nhất, bộ tư và bộ thổ đúng không? Một số Hán tự điển hình chúng ta có chữ chí của N3, itaru đúng không? Đạt đến, đạt tới. Sau này học N1 các bạn sẽ học rất là nhiều ngữ pháp mà có cái chữ chí này nhá. Ví dụ là ni itaru made là đến, hoặc là ni itatte ngay cả, đến như là ai đó này. Chữ chí này cũng trong từ đông chí và hạ chí đấy. Chữ chí của N2, đây là trong từ itatsu là khiêm nhường ngữ của suru, khiêm nhường ngữ của động từ làm. Hoặc trong từ chime có nghĩa là chí mạng, chí mệnh. Tiếp theo chúng ta có bộ 134 là bộ cữu, có nghĩa là cái cối, nghe tên khá là lạ. Đây đồng thời là một chữ Hán. Nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm và nét thứ sáu. Hán tự điển hình thì của chữ này không có nhiều lắm. Chúng ta có bộ, chúng ta có chữ hưng của N1 này, đọc là cô hoặc là kiều. Ví dụ trong từ cô phưng là hưng phấn, hoặc trong từ kiều mi đúng nhỉ? Chữ hưng và chữ vị có nghĩa là quan tâm, hứng thú. Tiếp theo bộ 135 là bộ thiệt, có nghĩa là lưỡi. Đây đồng thời là một chữ Hán. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm và nét thứ sáu. Nó là bộ thiên ở trên và bộ khẩu ở dưới đúng không? Ghép lại ra bộ thiệt. Hán tự điển hình chúng ta có chữ thiệt của N3 này, shita là cái lưỡi. Chữ xá của N2, xá này nó ghép trong từ inaka là nông thôn đấy, chữ điền và chữ xá đúng nhỉ? Hoặc là trong từ cô xạ, chữ hiệu và chữ xá có nghĩa là tòa nhà trong trường học. Chữ phố của N1 nhé, phố này trong từ thành phố đấy, khu phố. Tiếp theo chúng ta có bộ 136 là bộ xuyễn. Bộ xuyễn có nghĩa là lẫn lộn. Thông thường các bộ về sau nó sẽ có tên khá là lạ, các bạn không cần nhớ cái tên này lắm. Đấy, các bạn quên tên được nhưng chú ý là nhớ cái mặt chữ. Bộ xuyễn có nghĩa là lẫn lộn và đồng thời là một chữ Hán. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm và nét thứ sáu. Hán tự điển hình chúng ta có chữ vũ của N3, ma ự là múa đúng không? Hoặc là trong từ gì nhỉ? Kabuki này, ca vũ kỹ là một nghệ thuật truyền thống của Nhật Bản. Đấy. Hoặc trong từ butai, vũ đài là sân khấu. Tiếp theo chúng ta có bộ 137 là bộ chu. Bộ chu có nghĩa là thuyền, đồng thời là một chữ Hán. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm và nét thứ sáu. Thì thông thường các chữ Hán bộ chu này nó sẽ liên quan đến thuyền, tàu nha các bạn nhé. Ta cùng xem này. Chữ đầu tiên là chữ thuyền của N3, fune, hoặc là funa trong từ funabin chẳng hạn, gửi bằng đường biển đúng nhỉ? Hoặc trong từ sencho, thuyền trưởng. Chữ đĩnh N2, đĩnh này là thuyền lớn, thuyền to này, đọc là t. Chữ hạm N1, ví dụ trong từ kantai, hạm đội, hoặc là senkang là chiến hạm, tàu chiến. Tiếp theo chúng ta có bộ 138 là bộ cấn, có nghĩa là khỏe bói. Đây đồng thời là một chữ Hán. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm và nét thứ sáu. Hán tự điển hình chúng ta có chữ lương của N5. Lương này trong từ đọc là y hoặc là yoi đúng không?
Còn khi mà ghép âm đọc là điều, ví dụ từ gen điều thiện lương, lương thiện chẳng hạn. Tiếp theo chúng ta có bộ 139 là bộ sắc, trong từ màu sắc. Đây đồng thời là một chữ Hán luôn nhá. Chữ Hán này các bạn đã học ở các cấp sơ cấp rồi. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm và nét thứ sáu. Hán tự điển hình chúng ta có chữ sắc của N5, iro là màu này, hoặc là trong các từ như là từ keshiki là cảnh sắc, hay là từ tokusoku là đặc sắc. Chữ diễm của N1, suya, suya là gì nhỉ? Là độ bóng đúng không? Độ óng mượt, ví dụ như mái tóc mà có cái sự óng mượt đấy, đấy thì dùng người ta dùng cái từ tsuyagaru. Diễm này trong từ kiều diễm của tiếng Việt mình ấy. Tiếp theo chúng ta có bộ 140 đó là bộ thảo. Bộ thảo có nghĩa là cỏ. Có hai dạng, dạng bên tay trái và dạng bên tay phải. Bên trái là dạng gốc, bên tay phải là dạng đã được giảm thể, thì thông thường chúng ta hay gặp ở dạng bên tay phải này nhiều hơn. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm và nét thứ sáu. Bên này sẽ là nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba. Thì thông thường các chữ Hán liên quan đến bộ thảo ấy, nó sẽ liên quan đến cây cỏ đấy. Và đây là một bộ tương đối quan trọng nhé, có khá là nhiều chữ Hán liên quan thuộc bộ này. Chúng ta có này, chữ hoa N5, hana là hoa, hoặc là trong từ cabin đúng không, hoa bình là bình hoa. Chữ dược kusuri N4 có nghĩa là thuốc, hoặc là trong từ dokuyaku là độc dược này, thuốc độc. Chữ khổ N3 đúng không nhỉ, kurushi là khổ cực, nigai là đắng, hay là trong từ kutsu, chữ khổ và chữ thống có nghĩa là khổ đau, đau đớn. Chữ hoang N2 arai hoang vu, hoặc là trong từ koya là hoang dã. Chữ dụ N1 imo là củ khoai tây nhá. Tiếp theo chúng ta có bộ 141 đó là bộ hổ. Bộ hổ này có nghĩa là con hổ. Nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm và nét thứ sáu. Một số Hán tự điển hình của chữ này thì thường tương đối là khó. Nó là những cái chữ Hán cao cấp, ví dụ chữ ngược. Chữ ngược của N1 đấy, shitageru chẳng hạn là ngược đãi này, hay là gekutai là ngược đãi luôn nhá. Chữ hư của N1 munashi có nghĩa là trống rỗng, vô vị, hay là trong từ hư vô kyomu. Tiếp theo chúng ta có bộ 142 đó là bộ trùng. Bộ trùng này có nghĩa là côn trùng, và thông thường các loài côn trùng của chúng ta sẽ là cái bộ này. Đây đồng thời là một chữ Hán. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm và nét thứ sáu. Chúng ta cùng quan sát một số cái chữ Hán điển hình. Chữ trùng của N5 mushi, hoặc là côn trư, côn trùng này. Chữ văn của N2 đây là cờ, con muỗi. Phong là N1 đúng nhỉ, hachi con ong. Ngoài ra có nae là con ruồi này. Tiếp theo chúng ta có bộ 143 là bộ huyết. Bộ huyết có nghĩa là máu, đây đồng thời là một chữ Hán. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm và nét thứ sáu. Thì bộ huyết này rất là giống cái bộ mãnh là đĩa đúng không nhỉ, nhưng mà có thêm một cái nét thứ nhất này, nó dẫn đến sự khác biệt nhé. Một số Hán tự điển hình chúng ta có chữ huyết của N3 đấy, huyết là chi đúng không nhỉ, máu này. Ở trong từ âm onyomi của chữ huyết là ketsu, ví dụ từ shuketsu xuất huyết, chảy máu, hay là ken ketsu là hiến huyết, là hiến máu đấy. Chữ chúng của N2, chúng là trong từ gunshu quần chúng, hoặc là koshu công chúng nhá. Tiếp theo chúng ta có bộ 144 là bộ hành. Bộ hành có nghĩa là đi, đây đồng thời là một chữ Hán quen thuộc rồi đúng không nhỉ. Nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm và nét thứ sáu. Một số Hán tự điển hình của chúng ta, chữ hành N5 y cự là đi, hoặc là okonau là tiến hành này, hoặc là trong từ ginko ngân hàng. Cái này có cách đọc là hành hoặc là hàng đúng nhỉ. Ginko là ngân hàng này, shinko là tiến hành, hoặc là trong từ hành chính đúng nhỉ, gyose. Chữ thuật của N3 âm kunyomi là sube, có nghĩa là mẹo, kỹ thuật, phương pháp.
Âm onyomi là jutsu trong từ bijutsu, mỹ thuật, hoặc là trong từ gijutsu, kỹ thuật. Vệ của N2, vệ trong từ vệ tinh chẳng hạn, ec, hoặc là vệ sinh cũng là ec nhá. Chữ xung của N1, xung này trong từ shototsu là xung đột, có nghĩa là đâm, va chạm đấy. Tiếp theo chúng ta có bộ 145 là bộ y, có nghĩa là quần áo, y này trong từ y phục đúng không nhỉ? Ở dạng bên tay trái là dạng chữ Hán, bộ này cũng là một chữ Hán luôn này. Dạng bên tay phải là dạng bộ, thông thường thì chúng ta hay gặp cái dạng bên tay phải là nhiều hơn. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm và nét thứ sáu. Ở dạng tay phải này, nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư và nét thứ năm. Như vậy là ít hơn một nét so với lại dạng chữ Hán đúng không? Một số Hán tự điển hình chúng ta có chữ Y của N4. Y này trong từ Y phục cự là quần áo. Chữ Đại, Fukuro, N3 có nghĩa là cái túi đúng không? Chữ bổ N2, Oginau là bổ sung. Hoju cũng là bổ sung này. Chữ cư, Suso. N1 là gì nhỉ? Tà áo. Thông thường những cái liên quan đến áo quần trang phục thì nó sẽ có cái bộ này. Tiếp theo chúng ta có bộ 146 là bộ Tây. Bộ Tây đồng thời là một chữ Hán nhé, có nghĩa là phía Tây. Dạng bên tay trái đó là dạng chữ Hán, dạng bên tay phải là dạng bộ, và thông thường là sẽ là phần trên của một số chữ. Chúng ta cùng quan sát một số Hán tự điển hình của bộ Tây. Đầu tiên là chữ Tây N5, Nishi này, hoặc là trong từ gì nhỉ, trong từ Đông Tây đúng không, Tô Giai. Chữ yếu của N3, iru là cần này, hoặc là trong từ hitsuyo là cần thiết, tất yếu. Chữ phúc của N2 đúng là chữ này là ô, có nghĩa là che, hoặc là kutsugaeru, kutsugaesu có nghĩa là làm lật đấy. Chữ bá của N1 nhá, bá, bá này trong từ tiếng Việt mình hay có từ bá đạo ấy, hoặc là hùng bá ấy, chẳng hạn, thì bá này có nghĩa là những người mà có cái sức ảnh hưởng lớn, ha xạ chẳng hạn. Bá giả là những người mà có cái quyền lực, có cái sức mạnh khiến người khác phải nể sợ. Tiếp theo chúng ta có bộ 174 là bộ kiến, có nghĩa là xem. Đây đồng thời là một chữ Hán. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu và nét thứ bảy. Thì các chữ Hán của bộ kiến ấy thông thường nó liên quan đến hoạt động của mắt. Chúng ta có chữ kiến N5 mi rự này là nhìn này, hoặc trong từ ý ken là ý kiến. Chữ thân N4 oya bố mẹ, shitashi là thân thiết, hoặc là trong từ shinzen đúng không, thân thiện. Chữ quan N3 mi rự là nhìn, quan sát, hoặc là trong từ kansatsu đúng không, quan sát này. Chữ thị của N2 cũng là mi rự, nghĩa là thị sát, trong từ kinshi cận thị, hoặc là trong từ si sát sự thị sát này. Chữ lãm của N1 trong từ tên đăng cài có nghĩa là triển lãm nhé. Thì các chữ Hán các bạn thấy là đều liên quan đến hoạt động của mắt đúng không? Tiếp theo chúng ta sang bộ 148, đó là bộ giác. Bộ giác đồng thời là chữ Hán luôn, chữ giác này có nghĩa là góc hoặc là sừng. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu và nét thứ bảy. Hán tự điển hình chúng ta có chữ giác của N4, kado là góc này, hoặc là tsuno là cái sừng, ở trong từ shi các cự tứ giác. Nói chung là san các cự là tam giác, shi các cự là tứ giác, go các cự là lục ngũ giác đúng không nhỉ? Góc hình bao nhiêu cạnh thì chúng ta sẽ dùng cái số cộng với chữ giác này. Tiếp theo chữ giải của N3, tô cự là giải tỏa đúng không? Và trong từ kai kết sự giải quyết nhé. Chữ xúc N2 trong từ sawaru là sờ, hoặc là fureru là chạm này, hoặc trong từ sesoku có nghĩa là tiếp xúc. Bộ 149 là bộ ngôn. Đây là một bộ rất quan trọng, chứa rất nhiều Hán tự. Bộ ngôn đồng thời là một chữ Hán có nghĩa là nói. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu và nét thứ bảy. Thì các chữ Hán thuộc bộ ngôn ấy nó liên quan đến các hoạt động, liên quan đến ngôn ngữ, ngôn từ. Ví dụ chúng ta có chữ độc của N5, vô mự là đọc, trong từ độc cư xạ là độc giả này, thuyết, tô cự là hướng dẫn đúng nhỉ, hoặc là mang tính chất là thuyết phục.
Setsume là thuyết minh, chữ dịch Nba wake này lý do, và trong từ Tsuyaku là thông dịch, chữ luận N2 trong từ Donten luận điểm, hoặc trong từ Dondi nhá, chữ luận và chữ lý, có nghĩa là lý luận. Chữ thệ của N1 Chikau có nghĩa là thề, hoặc trong từ Seiyaku là thệ ước, đấy, lời hứa. Sensei là chữ tuyên và chữ thệ, đúng không nhỉ? Một bộ quan trọng, các bạn hãy nhớ kỹ cái bộ ngôn này nhá, 149. Rồi, bộ 150, bộ cuối cùng ở trong cái bài học này, đó là bộ cốc, có nghĩa là thung lũng, đồng thời là một chữ Hán. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu và nét thứ bảy. Chúng ta có chữ Hán điển hình của chúng ta là chữ cốc, tani là thung lũng, đúng không nhỉ? Đấy. Thì hôm nay chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Như vậy là chúng ta đã đi được một chặng đường tương đối dài. 214 bây giờ là 150 rồi, đúng không nhỉ? Chúng ta chỉ còn hơn 60 bộ nữa là chúng ta kết thúc. À, chỉ còn hai video nữa thôi. Thì các bạn hãy cố gắng xem kỹ các bài học, tập viết cũng như là ôn tập lại kiến thức để ghi nhớ. Cái phần học các bộ thủ này có thể là ban đầu sẽ hơi mất thời gian, nhưng sau này các bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian khi học phần Hán tự. Hẹn gặp lại các bạn ở các video bài học tiếp theo.